Từ báo cáo địa phương về những dấu hiệu vi phạm của thủy điện Thượng Nhật, Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh đã ký quyết định thành lập đoàn công tác kiểm tra tại thủy điện này. Đoàn công tác do ông Tô Xuân Bảo, Phó Cục trưởng Cục Kỹ thuật An toàn và Môi trường Công nghiệp làm trưởng đoàn, cùng đại diện Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo, Cục Điều tiết Điện lực cùng phối hợp với Sở Công Thương tỉnh Thừa Thiên Huế và chính quyền địa phương. Sau khi kiểm tra thực tế và làm việc với chủ đầu tư thủy điện Thượng Nhật, trưởng đoàn công tác Bộ Công Thương, ông Tô Xuân Bảo cho rằng, trong khi toàn xã hội nói chung và tỉnh Thừa Thiên Huế nói riêng đang gồng mình xử lý khắc phục hậu quả các cơn bão số 5, số 7, số 9 và số 12 ảnh hưởng nghiêm trọng, thì chủ đầu tư chưa tuân thủ chỉ đạo của các cấp, đặc biệt là của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên Huế, gây bức xúc cho người dân, đặc biệt là có khả năng gây ảnh hưởng đến công trình cũng như an toàn cho hạ du. Do đó, Bộ sẽ tiếp tục xem xét các vi phạm và xử lý theo đúng thẩm quyền. Tôi đánh giá là trong cái quá trình vừa rồi là chủ đầu tư thực sự là chưa tuân thủ các cái chỉ đạo của các cấp, đặc biệt là của Ban Chỉ đạo Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên Huế. Đây là một cái vấn đề mà tôi nghĩ đó là cái mà chủ đầu tư đã chưa tuân thủ mà gây ra những cái bức xúc, mà đặc biệt là có khả năng là ảnh hưởng đến cái an toàn công trình cũng như là an toàn cho hạ du. Còn về kết luận thì hôm nay chúng tôi thu thập tài liệu và trong buổi ngày mai chúng tôi sẽ nghiên cứu tài liệu. Lý giải về những hành vi chưa đúng của đơn vị thời gian qua, ông Lê Văn Khoa, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Thủy điện Miền Trung, chủ đầu tư Thủy điện Thượng Nhật cho biết, công ty đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế cho phép tích nước giai đoạn 1 để nghiệm thu chạy thử thiết bị và hoàn thiện các thủ tục còn lại trước khi tích nước và vận hành chính thức. Công ty cũng đã thực hiện và hoàn thiện việc xử lý các tồn tại theo chỉ đạo của các cấp ngành, đồng thời làm văn bản gửi Ủy ban Nhân dân tỉnh xin phép cho phép tích nước chính thức. Tuy nhiên, do xảy ra mưa bão nên chưa được gia hạn. Công ty đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh Kon Tum, tỉnh Thừa Thiên Huế cho phép tích nước giai đoạn 1 tại công văn số 96 để thực hiện các cái công tác về là hoàn thiện về các công tác nghiệm thu chạy thử thiết bị truyền tải và hoàn thiện các cái thủ tục còn lại để trước khi mà đảm bảo công trình đi vào được cho phép tích nước chính thức và vận hành chính thức. Qua 2 ngày làm việc khẩn trương và nghiêm túc, đoàn kiểm tra nhận thấy hai bên hồ nhiều cây cối chưa được dọn dẹp, chưa thực hiện nghiêm túc, mở cửa xả nước không hoàn toàn, sau đó lại tự động đóng cửa xả nhằm mục đích tích nước lòng hồ mà không theo chỉ đạo và báo cáo cấp có thẩm quyền, không xử lý số liệu quan trắc đập và quan trắc hồ chưa được thực hiện theo đúng quy định, công tác cảnh báo hạ du trong việc phòng chống lũ chưa được thực hiện, máy phát diesel dự phòng đặt tại vị trí hồ chưa phù hợp, vân vân. Kết luận tại cuộc họp, qua ý kiến của các thành viên trong đoàn, ông Tô Xuân Bảo cho rằng áp theo cái nghị định 134 về xử phạt vi hành chính thì công ty đã vi phạm cái khoản C điều 16 của nghị định 134. Thứ nhất là không thực hiện quan trắc và không xử lý số liệu quan trắc. Vấn đề thứ hai là đặc biệt trong cái đợt lũ vừa rồi không tuân thủ cái chỉ đạo của ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của Thừa Thiên Huế, thì từ đó sẽ vi phạm vào cái khoản A điều 16 trong nghị định 134. Trong biên bản đoàn sẽ đưa vào biên bản và lập biên bản xử phạt vi hành chính đối với hai hành vi này. Và một cái vấn đề xử lý tiếp mà nó không thuộc thẩm quyền của đoàn nhưng đoàn cũng sẽ đưa vào trong biên bản. Cái nhất là về cái vi phạm cái duy trì cái điều kiện cấp phép hoạt động điện và chủ đầu tư phải có trách nhiệm duy trì cái đảm bảo cái điều kiện đó. Thì ở đây thì thể hiện rất rõ thôi là không tuân thủ theo quy trình rồi các cái vấn đề liên quan đến như tôi vừa nói, các vấn đề mà chưa đảm bảo được an toàn công trình thì đoàn sẽ kiến nghị, đoàn sẽ cho đưa vào biên bản với một kiến nghị là sẽ báo cáo cấp thẩm quyền để xem xét thu hồi giấy phép hoạt động.